Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học Công nghệ Việt Nam vừa công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023. Đây là hoạt động thường niên do khoảng gần 60 nhà báo thuộc câu lạc bộ bình chọn. Các sự kiện được bình chọn trên các lĩnh vực cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học ứng dụng, tôn vinh các nhà khoa học, hợp tác quốc tế. Đáng chú ý, một số công trình của các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được bình chọn gồm Phát triển thành công một hệ thống dịch thuật lấy tiếng Việt làm trung tâm, có khả năng dịch hai chiều giữa các cặp ngôn ngữ bao gồm Việt-Lào, Việt-Khmer, Việt-Thái, Việt-Malaysia và Việt-Indonesia. Phát triển thành công công nghệ sơn phản xạ nhiệt mặt trời trên cơ sở vật liệu kích thước nano và ứng dụng chúng trong chế tạo sơn phản xạ nhiệt mặt trời. Hệ thống công nghệ lọc nước nhiễm phèn và nhiễm mặn đã tối ưu hóa và hoàn thiện công nghệ để xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, được thử nghiệm thành công tại tỉnh Đồng Tháp. Dự kiến trong năm 2024, các hệ thống cấp nước này sẽ được lắp đặt tại tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đây là năm thứ 18 hoạt động này được câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức. Từ các đề cử của những thành viên, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tiến hành chấm điểm, bình chọn một cách công khai, dân chủ để trao chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân của 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2023.